Xin chào tất cả các bạn ha. Mấy hôm nay thì các bạn có đọc thông tin ở Việt Nam. Các bạn cũng biết là hiện tại bây giờ thì sau cái Tết, mà không phải là sau Tết mà trước khi Tết á, thì đã có rất nhiều công nhân ở Việt Nam đi về quê ăn Tết sớm. Có nghĩa là họ không có việc làm nên đâm ra thì những doanh nghiệp họ mới cho người dân đi về quê ăn Tết sớm. Và bên cạnh đó thì sau Tết thì cũng vẫn chưa có nghĩa là người dân vẫn chưa có đi làm trở lại, bởi vì do những cái doanh nghiệp họ cắt những cái đơn hàng hoặc là do những doanh nghiệp họ không có phát triển nữa. Chính vì vậy thì thất nghiệp, mình thấy thông tin thì thất nghiệp ở Việt Nam cũng đang rất là cao, và bên cạnh đó thì kiếm việc làm cũng rất là thấp, kiếm việc làm cũng rất là khó. Mình đi về Việt Nam thì mình thấy là những người ở dưới quê ha, chứ mình nói những người dưới quê thì mình thấy là hầu như thì họ kiếm một ngày lương chỉ vỏn vẹn có 200 ngàn, 200 hoặc 200 hơn thôi. Và một tháng thì có những người kiếm thu nhập 4 triệu 2, 4 triệu rưỡi. Nhưng mà hỏi họ thì cái mức thu nhập này như thế nào thì họ nói là ok rồi, bây giờ kiếm được cái việc này cũng là có thu nhập, vậy là cũng là tốt rồi, còn hơn là không có gì cả. Bên cạnh đó thì cũng có vài người cũng có chia sẻ là họ không có họ được họ nghỉ Tết sớm ở Việt Nam, không có việc làm, rồi bây giờ kiếm việc rất là khó khăn. Vật giá thì rất là đắt đỏ. Bây giờ các bạn biết đó là bây giờ mình thấy những cái video các bạn ở Việt Nam chia sẻ thì rất nhiều người, những ở công nhân những cái khu công nghiệp họ đã vẫn chưa trở lại đi làm, mà trước Tết thì đi về quê sớm. Vì sao lại như vậy? Các bạn biết thì nếu như mà trong những cái thông tin thì các bạn hiểu là do không có đơn hàng hoặc là do một lý do nào đó mà doanh nghiệp đóng cửa, nói là không có đơn hàng hoặc là chưa có hợp đồng, thì đó chỉ là một phần. Nhưng mà lý do tại sao lại chưa có hợp đồng và chưa có đơn hàng? Ủng hộ mình bằng cách like video và đăng ký kênh nhé. Các bạn biết, các bạn hồi trước đây các bạn đi ra ngoài, các bạn mua một bó rau chỉ có 3.000, 5.000, nhưng bây giờ bó rau có thể tăng hơn là 7.000 hoặc thậm chí có thể là 10.000. Mình ví dụ một bó rau như vậy thôi ha, thì cái con số nó không phải là chính xác, nhưng mà mình nói ý mình muốn nói ở đây, trước đây các bạn mua bó rau 2.000 nhưng bây giờ là 5.000 rồi. Đó là mình nói là cái mức giá nó tăng. Vì sao mức giá nó tăng? Bởi chính vì do lạm phát. Vì sao lại là có lạm phát? Có rất nhiều cái lý do, nhưng mà mình biết được một vài cái lý do như sau. Thứ nhất là do cái vấn đề chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng là khi một công ty nhập cái đơn hàng, một đơn hàng đó, thí dụ như công ty đó sản xuất về mặt giày dép, quần áo, nhưng mà phải do nhập những cái nguyên vật liệu để mà sản xuất những cái quần áo hoặc giày dép, thì nguyên vật liệu đó nó tăng giá. Rất nhiều lý do để mà cái nguyên vật liệu nó tăng giá: chiến tranh Nga Ukraine, do xăng dầu tăng. Các bạn biết là bây giờ cái xăng nó tăng thôi, chỉ cần cái xăng, cái dầu nó tăng thôi thì là tất cả mọi cái hàng hóa nó sẽ tăng. Các bạn đã sống ở Việt Nam, các bạn đã biết được cái điều đó rồi. Thì do cái xăng dầu nó tăng thì sẽ kéo theo những cái thứ khác nó sẽ tăng tăng lên. Chính vì vậy thì những doanh nghiệp họ không có nhập những cái nguyên vật liệu để mà sản xuất. Đó là một cái lý do. Lý do thứ hai là khi khi lạm phát tăng thì lãi suất ngân hàng sẽ tăng. Tại sao lãi suất ngân hàng tăng? Tí xíu mình sẽ giải thích cái điều này. Nhưng những doanh nghiệp muốn vay tiền ở ngân hàng thì cái lãi suất nó quá tăng, quá cao. Chính vì vậy đâm ra hạn chế các doanh nghiệp vay tiền ngân hàng. Bây giờ các bạn nghĩ đi, vay tiền hồi xưa vay tiền là 7 chấm, bây giờ tăng lên là 10 chấm. Nhưng nếu 10 chấm đó mà để mua những cái nguyên vật liệu giá tăng như vậy rồi để sản xuất ra một cái món, một cái thành phẩm, một cái quần áo, thì cái giá của quần áo sẽ đội tăng lên nữa, và đội tăng lên nữa thì không biết là có bán được thị trường được với cái giá như thế nào. Chính vì vậy giảm bớt
giảm bớt những cái doanh nghiệp khi họ vay tiền ngân hàng. Và chính vì vậy khi ngân hàng doanh nghiệp không có vay được tiền ngân hàng thì không có đủ để mà nhập cái nguyên vật liệu về để mà sản xuất cho doanh nghiệp của họ. Chính vì vậy thì làm cho cái doanh nghiệp đó có nghĩa là đóng cửa hoặc là không có sản xuất thêm nữa. Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba là khi một cái vật hàng, một cái món hàng nào đó được sản xuất với cái số lượng nhất định, nhưng mà cái nhu cầu nó tăng cao quá thì làm cho cái giá trị của cái món hàng đó đẩy cái giá trị nó lên. Thí dụ như bây giờ một cái hãng giày họ chỉ sản xuất một năm chỉ có 100 đôi thôi, đó là một cái mẫu giày thương hiệu hoặc là sản xuất số lượng và mẫu mã mới, thì sản xuất ít nhưng mà nhu cầu nhiều thì vô tình làm cho cái giá mặt hàng nó đẩy giá lên. Đẩy giá lên thì có nghĩa là lạm phát nó sẽ lên. Đó là cái điều thứ ba. Điều thứ tư, bây giờ cuộc sống bây giờ mọi thứ đều tăng, vậy thì người thiếu 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 nhân công thì cái người chủ muốn giữ những cái công nhân đó lại làm việc cho họ thì phải tăng cái mức lương lên để mà giữ chân nhân viên. Và khi tăng mức lương nhân viên để giữ người làm việc cho họ thì họ phải tăng cái mức sản phẩm hoặc cái dịch vụ của họ lên. Ví dụ bây giờ một cái rạp chiếu phim họ chiếu một cái bộ phim này, nhưng để giữ một cái kỹ thuật viên làm trong cái phòng kỹ thuật để mà chiếu cái bộ phim đó thì muốn cái người này không bỏ đi qua cái rạp phim khác thì phải tăng cái mức lương này để giữ cái nhân viên đó lại. Thì đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa khi tăng cái mức lương giữ nhân viên nó lại thì có nghĩa là cái giá vé bán cho khách hàng đi tới xem phim đó sẽ tăng lên. Hồi xưa có thể là các bạn mua 30 ngàn một vé, nhưng mà bây giờ 50 ngàn một vé. Đó là lý do tại sao là cái giá tăng lên. Thì đó là những cái ví dụ mình muốn chia sẻ các bạn. Và bên cạnh đó có rất nhiều những nguyên do khác nữa mà đẩy cái giá của hàng hóa dịch vụ tăng cao. Chính vì vậy cái lạm phát nó sẽ tăng tăng lên rất nhiều. Đó thì mình chỉ đưa ra một vài cái ví dụ để các bạn biết là vì sao cái giá nó tăng và khi cái giá tăng thì lạm phát nó sẽ tăng. Rồi, hôm nay vì sao mà mình muốn nói về cái điều này? Ok, thì bây giờ tại Úc mình mới vừa đọc cái thông tin là mình thấy là lãi suất ngân hàng sẽ tăng tiếp để mà kiềm chế cái lạm phát. Bởi vì mình bắt đầu nay thì mình cứ nghĩ một điều, mình cứ nghĩ là tại sao phải tăng lãi suất, trong khi đó nếu mà tăng lãi suất vậy thì tất cả mọi hàng hóa nó sẽ tăng. Mà khi hàng hóa nó tăng thì lý do vì sao là tăng lãi suất để mà kiềm chế cái lạm phát này, tại sao? Thì mình có đi tìm hiểu thì mình thắc mắc, mình có đi tìm hiểu thì mình thấy như thế này: ở Úc, không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà hầu như Mỹ, những nước khác trên thế giới đều cái lạm phát nó đang tăng. Và mình tìm hiểu thì mình thấy là vì sao tăng lãi suất để mà kiềm chế lạm phát. Ok, tăng lãi suất để cho cái chi tiêu chi phí nó giảm đi. Khi chi phí nó giảm đi thì cái lạm phát nó cũng sẽ bị kiềm chế và giảm đi. Rồi, vì sao tăng lãi suất, mình sẽ đi nói rõ hơn ha. Giả sử tăng lãi suất một cái ngân hàng này lên mấy chấm thì sẽ tạo cho cái doanh nghiệp khó vay tiền cũng như là doanh nghiệp tư nhân khó vay tiền. Bởi vì khi cái lãi suất nó tăng, doanh nghiệp đó phải làm sao để mà khi mượn được tiền thì kinh doanh của họ phải lợi nhuận cao hơn cái lãi suất, và chi phí bao gồm trả nhân viên, bao gồm mua vật liệu, bao gồm là đóng thuế thì cái món hàng họ bán ra sẽ cao hơn. Và cái thị trường họ thấy họ không thể nào bán được cái món hàng nó cao hơn nữa. Thí dụ như bây giờ một cái áo họ bán là 30 đô Úc, mình ví dụ đi ha, 30 đô Úc. Nhưng mà bây giờ để mà cạnh tranh thì phải giữ giá, chất lượng không đổi, giữ giá chứ không phải tăng giá. Bây giờ tăng giá nữa thì cái áo nó sẽ không bán được, so với những thương hiệu khác họ không có bán được. Vậy thì bây giờ như thế nào? Nếu mà mượn lãi suất ngân hàng tăng như vậy thì để sản xuất,
thì họ không có bán. Tại vì thay vì như vậy, họ bán những cái hàng cũ, tồn kho hoặc là sản xuất thấp ít lại. Có nghĩa là hạn chế cái mức vay tiền của các tập đoàn công ty. Bên cạnh đó, những công ty tư nhân cũng sẽ hạn chế cái mức độ vay tiền của ngân hàng, bởi vì lãi suất cao quá. Mà nếu mà cao như vậy, mà sản xuất được một món hàng cao như vậy thì chắc chắn có bán được có lợi hay không. Chính vì vậy, giảm cái mức vay tiền của các doanh nghiệp hoặc là công ty tư nhân vay tiền của ngân hàng. Bên cạnh đó, thay vì ngân hàng thiếu cái lượng tiền mặt, đi vay mượn ngân hàng trung ương, có nghĩa là thiếu cái lượng tiền mặt để cho cái doanh nghiệp vay, cho cá nhân vay, cho công ty vay, thì phải đi vay mượn cái ngân hàng tiền mặt trung ương. Vay mượn thì các bạn biết rồi, vay cái nào cũng phải có lời cả. Thì thay vì vay tiền của ngân hàng trung ương thì lãi suất tiền gửi tăng. Lãi suất tiền gửi tăng có nghĩa là khi lãi suất tăng là tăng cho vay, bên cạnh đó lãi suất tiền gửi cũng phải tăng nữa, thì để thu hút cái lượng tiền mặt của người dân bỏ vô ngân hàng. Thì ngân hàng lấy cái số tiền mà người dân bỏ vô đó, với cái lãi suất bây giờ tăng lên cho họ, họ đùng đùng họ gửi tiền vô để lấy cái tiền tiết kiệm. Thì ngân hàng sẽ tránh giảm được một phần cái chi phí tiền mặt nếu mà đi vay của ngân hàng trung ương. Thì lấy cái tiền mặt của người dân gửi đó để mà cho vay mượn nhà, cho vay kinh doanh, vân vân. Thì đó là cái cách tăng lãi suất để mà kiềm chế cái lạm phát. Mà đây là chỉ là một phần, bên cạnh đó còn rất nhiều những cái rất nhiều những cái nguyên nhân khác nữa. Nhưng mà vì sao đặt câu hỏi vì sao tăng lãi suất ngân hàng để mà kiềm chế cái lạm phát, thì đó là một trong những cái nguyên nhân như vậy. Rồi khi người dân thấy cái món đồ đó, trước đây họ cầm 100 đô Úc, họ có thể đi chợ 50 đô, họ chia ra là 20 đô mua quần áo, 30 đô họ đi chơi, 10 đô họ đi chơi game, 20 đô họ đi đi ra ngoài để ăn vặt, ăn này kia. Nhưng mà bây giờ do cái giá cả nó tăng cao quá thì sẽ làm người dân tiết kiệm lại. Người dân tiết kiệm lại, họ đi chợ hết 70 đô rồi. Còn 30 đô họ những cái mua quần áo thì họ không cần thiết phải mua nữa, bởi vì họ có nhiều đồ rồi, họ không cần thiết. Rồi là đi chơi game 10 đô họ cũng không có cần thiết, họ ở nhà họ bật tivi lên họ xem, và họ tiết kiệm được 30 đô. Những cái chi phí nó không có thiết yếu thì họ sẽ không có sử dụng, không có tiêu xài. Chính vì vậy thì làm cho cái nền kinh tế nó chậm lại, chậm phát triển, có nghĩa là hàng hóa bán không được nhiều thì chậm phát triển. Thì khi chậm phát triển vậy thì lạm phát cũng sẽ chậm theo cái nền kinh tế. Và khi càng tăng lãi suất thì có nghĩa là lạm phát cũng sẽ càng giảm. Và khi càng giảm, nền kinh tế chậm lại thì đi tới một con đường, đó chính là suy thoái kinh tế. Khi suy thoái kinh tế thì lạm phát nó càng ngày nó càng giảm, thì trở lại cái mức quân bình. Và hàng hóa cũng sẽ trở lại cái mức quân bình. Và bên cạnh đó nữa, để mà cái lạm phát nó tăng nữa, một điều rất là quan trọng, đó chính là gì? Đó chính là thiếu công nhân làm việc. Thiếu công nhân làm việc. Bây giờ, một bó rau đi từ cái farm đi đến ngoài chợ, trước đây chỉ có $1. Nhưng mà bây giờ, một bó rau đi ra tới ngoài chợ phải là 1.5 đồng hoặc cho đến $2. 2 đồng cho một bó rau. Vì sao? Thứ nhất, nhân công không có. Thứ hai, nguyên vật liệu tăng. Một bó rau để trồng được, các bạn cũng phải mua thuốc trừ sâu, mua thuốc phân bón, mua tất cả mọi thứ liên quan để trồng cái rau, mua hạt giống. Cho nên mọi thứ nó tăng thì bó rau nó đi ra ngoài chợ cũng sẽ tăng. Thứ ba, vật liệu tăng, các bạn cũng biết rồi, vật liệu tăng thì nó sẽ tăng theo. Thứ tư, nhân công tăng, giá lương tăng. Giá nhân công phải tăng, để vì sao? Nước Úc, trong video trước mình chia sẻ các bạn, rất nhiều những cái chủ farm họ không có người để làm, mặc dù bây giờ trả lương rất là cao để có người làm. Còn nếu không có người làm, tất nhiên họ không có kinh doanh được. Hoặc là trong một cái bài mình có video mình chia sẻ các bạn, không có người làm thì cam họ rớt cái dưới đất, đành phải nhìn rớt thôi, đành bỏ thôi, họ lỗ. Vậy thì có người làm, muốn có người làm phải tăng cái giá lương lên. Tăng cái giá lương lên thì cam đi bán ra ngoài cũng phải tăng cái giá lên. Điều đó là cái điều nó đi theo một cái chuỗi như vậy. Nhưng mà bây giờ vẫn không có người làm.
Và chính vì vậy, để giảm bớt cái lượng cái lạm phát, giảm bớt cái lạm phát thì phải có nhân lực dồi dào. Nhân lực dồi dào để giảm được quân bình cái giá tiền lương. Khi quân bình được cái giá tiền lương thì giá cái bó rau nó sẽ giảm giá xuống. Và khi có đủ người làm thì những cái người chạy xe truck delivery giao hàng hoặc là giao xăng cồ này nọ, cái mức lương họ cũng không có tăng, cũng trở về cái mức quân bình, trở về mức quân bình. Và khi đủ có người làm thì những cái nguyên liệu vật phẩm họ nhập về, tuy rằng cái giá ở nước ngoài nhập về nó vẫn cao hơn một chút, nhưng giảm được một phần cái tiền lương và giảm được cái một phần về cái vấn đề nhân lực để mà giảm bớt chi phí. Đó là vì sao một trong những cái nguyên nhân để mà giảm cái lạm phát. Bởi vì thiếu người thì lạm phát cũng sẽ tăng. Và bên cạnh đó, tại Việt Nam các bạn biết, nhân công thì rất nhiều, nhưng lý do tại sao mà giá nó vẫn tăng mà người lại thất nghiệp thì các bạn đã biết rồi. Nguyên vật liệu nhập về để công ty sản xuất nó tăng. Ngân hàng tăng lãi suất, những doanh nghiệp họ không có dám vay tiền của ngân hàng để mà tăng năng suất sản xuất. Chính vì vậy, đơn hàng họ không có, họ không có nhận đơn hàng, hoặc là nhiều lý do khác nữa. Cho nên công nhân ở Việt Nam bị thất nghiệp nhiều là như vậy. Các bạn thấy là ở khu công nghiệp Bucen, là những khu công nghiệp khác, mình lên trên mạng mình coi những thông tin, mình thấy là rất nhiều những công nhân đang thất nghiệp ở Việt Nam. Mà bây giờ kiếm một cái công việc đó, để mà có một cái mức lương sống được ổn định thì cũng rất là khó rồi, chứ đừng nói chi là nhu cầu một cái mức lương cao. Vậy thì trở lại nước Úc, ngược lại, nhân công thiếu, khi nhân công thiếu thì mức lương nó sẽ tăng lên. Bởi vì sao? Bởi vì á, họ phải giữ công nhân để mà làm cho họ. Bây giờ một người làm farm, họ thấy cái farm bên kia trả lương cao hơn, tất nhiên là họ phải đi rồi, cuộc sống mà. Bởi vì giá tăng quá thì họ bên kia họ làm, lương họ cao hơn, họ qua đó họ làm. Họ cũng bỏ cái thời gian một ngày 10 tiếng, họ qua bên đó họ làm, cái mức lương họ cao hơn để mà họ đáp ứng những cái nhu cầu, nhu yếu phẩm giá tăng hàng ngày, lãi suất ngân hàng tăng hàng ngày, cuộc sống giá tăng hàng ngày. Cho nên muốn giữ công nhân thì ít nhất cũng phải tăng cái mức lương bằng giá với cái pha bên kia để mà giữ công nhân hiện tại. Ít nhất phải là tăng bằng giá hoặc là cao hơn một chút để giữ công nhân. Chính vì vậy, lạm phát tăng khi sẽ kéo theo rất là nhiều thứ, bên cạnh đó là tiền lương, giá thực phẩm, nhu cầu về vấn đề ăn uống sinh hoạt, tất cả mọi thứ, du lịch giải trí cũng đều tăng. Để lạm phát giảm thì một trong những cái điều mà chính phủ đang làm, mình nghĩ là trên toàn thế giới cũng làm cái điều này, đó chính là tăng cái lãi suất ngân hàng để mà giảm chi tiêu. Khi mà giảm chi tiêu thì sẽ kiềm chế được lạm phát. Kiềm chế lạm phát cũng đồng nghĩa là kinh tế phát triển chậm lại. Khi phát triển chậm lại thì tất cả đến một thời điểm nào đó sẽ suy thoái kinh tế. Thì một trong những cái điều mà ông David Little Brown có nói với chính phủ lao động, đó chính là gì? Đó chính là hãy khôi phục ngay lập tức chương trình AT Visa, có nghĩa là visa nông nghiệp, để mà thu hút 10 quốc gia ASEAN đủ cái lượng nhân công mà nước Úc đang cần là trên 172.000 người. Trên 172.000 người, bao gồm rất nhiều cái ngành nghề. Bao gồm rất nhiều cái ngành nghề. Và hãy khôi phục ngay lập tức cái chương trình visa này để mà thu hút các quốc gia ASEAN. Không chỉ có Việt Nam, mà ông còn muốn nhắm tới 9 quốc gia ASEAN còn lại để cung cấp cho những chủ doanh nghiệp và cung cấp những người chủ farm có đủ lượng nhân công để mà giảm bớt những cái chi tiêu chi phí hàng ngày của chính những người chủ cũng như là của chính người dân. Bởi vì bây giờ mua một bó rau rất là mắc, trong khi đó những thứ khác nữa, không chỉ phải là một bó rau, mình ăn một bữa cơm không phải chỉ bó rau là xong, mắm muối gạo bột ngọt đường tất cả mọi thứ. Và chính vì vậy, để giảm bớt cái hóa đơn của người dân xuống thì phải có một cái lượng nhân công đầy đủ và dồi dào. Chính vì vậy, ông yêu cầu chính phủ lao động hiện tại hãy khôi phục cái chương trình AT Visa này, bởi vì 19 quốc đảo Thái Bình Dương và Đông Timor không đủ để mà đáp ứng được cái lượng người mà nước Úc đang cần. Bên cạnh đó,
10 chín quốc đảo Thái Bình Dương và Đông Timor cũng đang kêu gọi là cái chương trình của chính phủ này, của chính phủ Úc này đang làm xói mòn cái chất xám của chính những quốc đảo đó. Bởi vì cái chương trình mới là một cái chương trình đưa những người công nhân đi qua Úc làm việc để có thường trú dân. Vậy thì những công nhân ở những chín quốc đảo và Đông Timor đó muốn đến Úc làm việc và tìm một cái cơ hội để đem gia đình qua đây luôn thì họ phải nghỉ cái công việc họ đang làm. Nghỉ công việc họ đang làm để mà tham gia vô cái chương trình này. Tìm một cái tấm vé, một cái cơ hội cũng giống như các bạn thôi, một cái cơ hội để đem gia đình qua đây được sống, học tập, làm việc và được thường trú nhân ở Úc. Bởi vì sao? Bởi vì nước Úc là một quốc gia trả lương rất là cao. Bên cạnh đó, an sinh xã hội tốt. Rồi, ở đây mình nói thêm về cái vấn đề an sinh xã hội tốt là như thế nào. Vừa rồi mình có đi về Việt Nam, mình thấy mình gặp một người bạn, thì người bạn mới hỏi mình, Tâm, trước đây mày ở Việt Nam mày làm đồ, mày làm rất là good, mày làm kiếm tiền nhiều lắm. Bây giờ mày qua bên đó rồi, mày thấy tao bây giờ tao mở công ty nè. Mình cũng nói, chà, bây giờ mở công ty ngon quá ha. Nó rủ mình đi đi ăn đi uống mà nó trả tiền luôn á, chứ không phải là mình trả tiền nữa. Bây giờ nó mở một công ty rất là lớn rồi, thì nó hỏi mình á là nếu như hồi đó mày ở đây mày làm chung với tao, mày bây giờ cũng chắc cũng có công ty riêng rồi, mà về mày đi vậy mày tiếc không, mày cảm thấy mày nuối tiếc không? Mình nói không, không có nuối tiếc. Nó hỏi sao vậy? Mình nói là mặc dầu mình đi qua bển, mình qua bên Úc mình làm lại từ đầu, mình bỏ hết các cái công việc ở Việt Nam, mình bỏ hết luôn cả cái ngành nghề ở Việt Nam, mình qua đây mình làm lại từ đầu. Thứ nhất, không thể nào đi về Việt Nam để trở lại để làm lại từ đầu. Cuộc đời có mấy ai làm lại từ đầu, muốn làm lại từ đầu? Bao nhiêu năm để các bạn để làm lại từ đầu? Cho nên đó là điều thứ nhất, mình không muốn đi về Việt Nam sống để làm lại từ đầu. Thứ hai, thu nhập ở Úc có cái sự ổn định. Ổn định. Bây giờ giả sử như các bạn thất nghiệp, các bạn vẫn được chính phủ hỗ trợ các bạn những cái tháng đầu tiên. Mặc dầu không phải là bằng cái mức lương các bạn đi làm, nhưng mà ít ra các bạn đủ cái tiền để mà cuộc sống cá nhân của các bạn hàng hàng tuần, bao gồm tiền xăng, tiền đi chợ, tiền phí phí sinh hoạt hàng ngày, các bạn đủ để sống một tuần đó. Một hai tuần mới vô lương, một không, chính phủ mới cho một lần, nhưng mà cái số tiền đó đủ cho các bạn sống trong 2 tuần, rồi tiếp tục những cái tuần tiếp theo chính phủ cũng sẽ hỗ trợ các bạn. Và bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ tìm công việc, có một cái công ty liên kết với an sinh xã hội, liên kết với lại cái cơ quan an sinh xã hội của Úc, những công ty. Thì công ty này, an sinh xã hội sẽ đưa cái tên của mình, cái số của mình cho cái công ty đó. Và cái công ty này sẽ đi kiếm cái công việc cho mình. Họ đi kiếm công việc nào mà mình cảm thấy phù hợp. Thí dụ, cái người, thí dụ một người 40 mấy, 50 tuổi, người nữ đi ha. Họ ban ngày họ không có thời gian bởi vì mắc bận giữ 2 đứa cháu, mình ví dụ ha, giữ cháu, họ chỉ có cái thời gian từ lúc 7 giờ tối cho đến hôm sau thôi, cho đến hôm sau thôi. Vậy thì kiếm công việc nào đã phù hợp với người nữ 40 mấy tuổi này. Vậy thì kiếm những cái công việc trong những cái bệnh viện mà làm ca đêm, không nói được tiếng Anh đúng không, ok, thì sẽ kiếm những cái công việc tiếng Anh thấp, tiếng Anh ít, bao gồm lau chùi dọn dẹp hoặc là những cái toilet, những cái văn phòng mà thì cần giấy nè, bác sĩ y tá họ thiếu cái giấy trong văn phòng của họ, thì cái người này sẽ hàng đêm đi vô dọn dẹp những cái hộp giấy hết, bỏ những cái hộp giấy mới vô, hoặc là những cái hộp bao tay của bác sĩ xài hết rồi thì phiêu những cái hộp bao tay mới vô, và bên cạnh đó thì những cái nước rửa tay sát trùng thì cũng sẽ phiêu những cái đó vô cho bác sĩ, để ngày mai bác sĩ đi tới văn phòng làm việc thì có những cái đồ dùng đó. Thì mình ví dụ sơ sơ như vậy để cho các bạn biết là có những cái công ty họ đi kiếm công việc cho những người dân để phù hợp cái thời gian với cái trình độ, với cái công việc của cái người đó,
kiếm khi nào mà người này cảm thấy happy với công việc đó thì thôi, và chính phủ sẽ trả lương. Sau khi có lương rồi thì sẽ không có trợ cấp thất nghiệp cho cái người công dân của mình nữa. Thì đây là một cái ví dụ mình chia sẻ các bạn là an sinh xã hội của Úc nó là như vậy. Rồi, mình giải thích cũng giống như ở đây cho cái người bạn mình nghe. Cái thứ hai, cái điều mà một người ở Úc lợi nhất là gì? Lợi nhất đó là cái thẻ Medicare. Thẻ Medicare này á, mình cũng nói với người bạn của mình. Bây giờ, trước đây á, anh làm việc rất là nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ kinh tế càng ngày càng khó khăn. Bây giờ một ngày anh xây, hồi xưa một tháng anh xây được 4 căn nhà. Nhưng mà bây giờ một tháng bây giờ anh chỉ là sửa chữa một căn thôi, chứ chưa được là xây hoàn thiện một căn nữa, chỉ là sửa thôi, hoặc là decor, design, làm mới trang trí nội thất thôi, chứ không chưa hẳn là xây được một căn nhà nữa. Mà bên cạnh đó bây giờ bất động sản nó đang có những cái điều rất là đang rúng động nữa, là làm ăn cũng rất là khó. Vậy thì như thế nào? Khi mà những năm trước anh kiếm được 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 10 tỷ, cái thời gian bây giờ con của anh phải cho nó đi học. Anh đích bây giờ anh có tiền cho nó đi học nước ngoài, anh đã mất hết một mớ tiền rồi. Cái thứ hai, càng ngày càng lớn tuổi, anh bệnh, vợ bệnh, cha mẹ bệnh, con cái bệnh, anh đi vô bệnh viện, anh trả cái tiền phí cho bệnh viện. Vậy thì cái số tiền 10 tỷ của anh để dành bao lâu nay có còn hay không? Có còn hay không? Kết hợp với chi phí, kết hợp với lạm phát, kết hợp với tất cả những cái nhiều thứ. Vậy thì khi mà vợ anh mất việc, vợ anh ở nhà cũng phải xài tiền vậy, cũng phải đi chợ vậy, có còn hay không? Và con của anh đi học cũng phải đóng tiền vậy. Bây giờ đóng tiền cho con đi học, sách giáo khoa tăng, đưa con đi học, xăng tăng, mua đồ ăn sáng cho con đi học, đồ ăn sáng tăng, tất cả mọi thứ nó tăng. Vậy thì cái 10 tỷ của anh để dành đó, nó có còn nguyên như vậy không? Nó có còn nở thêm không? Hay là càng ngày nó càng hẹp đi? Và tới một thời điểm nào đó anh hết tiền, thì khi anh bệnh hoạn, anh đi vô bệnh viện, anh biết rồi, vô bệnh viện, anh có đủ cái tiền để mà chữa bệnh, khám bệnh hay không? Đó là cái điều mà mình muốn nói với anh, tại sao mình không có hối hận khi đi nước ngoài. Ở bên này, ngược lại, con của mình đi học không có tốn tiền. Khi nó lớn lên nó vô đại học, nó được chính phủ hỗ trợ cái tiền để vô đại học. Bây giờ không có tiền đóng đại học đúng không? Chính phủ cho mượn. Khi đi học xong rồi, đi ra đi làm rồi, thì trích cái tiền lương bao nhiêu phần trăm đó của công ty trả, tiền lương đó trả lại cho chính phủ. Trả trong vòng bao nhiêu năm đó? Trả chính phủ, đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, con của mình lỡ có chuyện gì, không có việc làm, thì chính phủ sẽ hỗ trợ việc làm. Bên cạnh đó, bệnh hoạn, mình vô bệnh viện mình không có tốn tiền, không hề tốn tiền. Mình thất nghiệp, chính phủ hỗ trợ. Vợ thất nghiệp, chính phủ hỗ trợ. Con đi học không tốn tiền. Càng già thì không có việc làm, chính phủ có tiền hưu hỗ trợ cho mình. Bên cạnh cái lương hưu của mình cũng hỗ trợ cho mình cái sinh hoạt, và hỗ trợ cho mình về cái vấn đề thuốc men, mua thuốc, giảm tiền. Đi bác sĩ không tốn tiền, nằm bệnh viện không tốn tiền. Vậy thì cái lợi nhất đó chính là an sinh xã hội. Vậy mình trả lời cho bạn của mình là vì sao mình vẫn không có hối tiếc khi mình đi nước ngoài. Chính vì vậy hôm nay mình cũng chia sẻ các bạn. Khi các bạn bước chân đi qua nước ngoài, các bạn muốn có một cái cuộc sống mà sau này các bạn không lo lắng gì cả, thì cái nỗ lực của các bạn ngay từ bây giờ là làm sao đáp ứng tất cả những cái tiêu chí của một cái visa mà mình muốn nhắm tới. Bây giờ cái visa nào chăng nữa, ví dụ du lịch, thì các bạn cũng đã đáp ứng những cái tiêu chí đó. Visa 482, visa 462, bất cứ cái visa nào, thì cái mục tiêu các bạn muốn nhắm đấy tới thì phải đáp ứng từng bước những cái mục tiêu mà cái visa đó yêu cầu. Khi đến Úc, các bạn muốn có cuộc sống tại Úc thì các bạn phải có sự đánh đổi, phải có sự nỗ lực thì các bạn mới đền đáp được bằng cái tấm visa mà các bạn nắm trong tay mà các bạn đi tới Úc.
Khi các bạn đi tới Úc được rồi, thì các bạn không làm gì cho chính phủ Úc tốt hơn, thì các bạn đừng làm gì những cái điều xấu hơn khi các bạn sống tại đất nước này. Hãy coi nước Úc là cái căn nhà, nơi quê hương thứ hai mà mình cần phải xây dựng một vùng đất. Mình không làm gì tốt, nhưng ít ra cũng đừng làm gì xấu. Rồi, thì một vài cái chia sẻ trong video clip ngày hôm nay, bởi vì mình đọc cái bài báo, mình thấy là lãi suất ngân hàng nó tăng. Mình thắc mắc là vì sao lãi suất nó tăng để kiềm chế lạm phát. Thì bên cạnh đó thì mình cũng có một cái sự nhận định của mình trong cái bài, trong cái video ngày hôm nay để muốn chia sẻ các bạn, để các bạn hiểu và biết được là không chỉ ở Việt Nam mà hầu như trên toàn thế giới đang phải đối diện với cái giá cả thực phẩm tăng, cuộc sống người dân khó khăn. Và để một trong những cái điều mà Ba Lo thắc mắc đó chính là tăng cái lãi suất ngân hàng để mà kiềm chế cái lạm phát. Để kiềm chế cái lạm phát thì các bạn biết là kiềm chế lạm phát là như thế nào rồi ha. Rồi, thì một vài cái nhận định của mình trong video clip này, tuy rằng nó chưa gọi là đầy đủ, mình không phải là một chuyên gia kinh tế, mình chỉ đọc tìm hiểu các thông tin thôi. Tuy rằng những cái điều mình chia sẻ các bạn nó không phải là hoàn toàn, không phải là đầy đủ, nhưng ít nhiều cũng chia sẻ các bạn một vài điều để các bạn hiểu được vì sao kinh tế hiện tại nó đang cái giá nó, lạm phát nó rất là cao, chỉ số lạm phát rất cao, và để kiềm chế nó thì phải tăng lãi suất. Đó là một vài cái thông tin mình chia sẻ các bạn để các bạn hiểu hơn về cái điều này trong cái tình hình kinh tế hiện tại. Và nếu như có cái gì sơ sót trong cái video hoặc là mình nói cái gì sai về vấn đề về cái lạm phát này thì mong các bạn có thể chỉ dẫn thêm cho mình bằng cách comment để mình học hỏi và biết thêm ha. Rồi, một video có vẻ như nó hơi dài và cũng muốn chia sẻ các bạn. Mà cái điều quan trọng mình muốn chia sẻ các bạn là gì? Là ông David Little Brown, ông đang kêu gọi chính phủ hiện tại hãy khôi phục cái chương trình AG Visa ngay lập tức để mà thu hút 10 quốc gia ASEAN, không chỉ có Việt Nam không. Việt Nam vẫn chưa đủ. Bởi vì những công nhân ở quốc đảo Thái Bình Dương không đủ để mà lấp đầy một vị trí 172.000 người mà chính phủ ông David Little Brown muốn có thêm 10 quốc gia ASEAN nữa. 9 quốc gia ASEAN nữa. Việt Nam có rồi. Và ông nói rằng chính phủ đang làm việc rất là chậm chạp để mà đưa công nhân vào Úc để mà lấp đầy những cái khoảng trống, giúp đỡ những người chủ nông nghiệp cũng như các doanh nghiệp khác để mà có đủ cái công nhân để mà kiềm chế một phần cái mức giá hàng ngày mà người dân đang phải gánh chịu. Không phải chỉ có tăng lãi suất ngân hàng thì mới kiềm chế được lạm phát đâu, mà cần người dân nữa, cần người lao động nữa để mà giảm cái giá thành xuống. Mình nói tăng lãi suất ngân hàng chỉ là một phần thôi, chỉ là một phần thôi. Nếu có đủ công nhân, có đủ người làm việc thì cái giá hàng hóa, giá dịch vụ nó sẽ giảm. Còn khi giảm thì là một phần sẽ làm cho cái lạm phát nó sẽ giảm. Rồi, cũng xin kết thúc video clip ở đây. Nếu có gì sai sót trong cái sự chia sẻ của video clip này, mong các bạn thông cảm và bỏ qua, và cũng như là comment để mà chỉ dẫn mình thêm ha. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.